Và trận đấu chung kết đầu tiên dành cho Nguyễn Tất Sơn AC. Và ở chơi vơi. AC chơi vơi. Đây là bãi quả đầu anh ấy này. Đây. Kéo dân về ăn thôi. Mấy cây nào? Ôi rồi gỗ đầu 1 cây, 2 cây, 3 cây. Ôi rồi quả đầu 6. Đối phương 1% giò quả đầu. Hảo ngoài. Cao thủ xuất hiện, anh em chuẩn bị đi. Các bạn đợi chút mình sẽ trở lại ngay. Mình đi đổ bỏ cái này cái. Rồi mình trở lại các bạn đây rồi. Và như vậy thấy bầy hiệu đầu, thấy một rừng thông, một rừng dừa. Bầy hiệu đầu 4 con được đưa về. Bầy AC nhìn qua là rất rộng và gỗ đầu xa. Cắm cờ nông dân đi dò đồ ăn mới, có SH để tìm thêm đồ ăn. Thêm một cái rừng thông trên này nữa. Bài kiến thủ Nguyễn Tất Sơn này đúng sợ, đúng là xấu luôn. Nãy giờ bài rất sâu cái này. Rồi gặp sư tử anh ơi. Ui nó cắn rồi. Và chắc là không chết dân đâu. Rồi đúng không chết luôn, dân còn một máu. Đang lùa hiêu về. Giờ mà gặp sư tử nữa là bằng ngay đấy. Ba con hiêu được đưa về trước. Thầy ca. Thôi phi luôn à. Phi vội vàng thế anh. Ở dưới này SH cũng chưa tìm thấy đồ gì ăn. Rồi ba hiêu về nhà chính. Bên kia mới đo 9% và 15 dân. Nhanh dân hơn bên này. Thấy quả đầu sớm nó thế đấy các bạn. Lợi thế của người thấy quả sớm. Bài Nguyễn Tất Sơn trận này lại rách rồi. Tới thời điểm này mới thấy 7 hiệu đầu. Và đi dò nhìn thế nhà. Các bạn cảm giác thấy khê không? 2SH. Điểm số nghe vẻ cao đấy. Nhưng mà là chỉ số đi dò và chỉ số của là chỉ số của điểm điểm mà các bạn có được con xe dò. 17/20. Sami khê là quá. Hello anh em đang theo dõi trên channel YouTube Việt Nam Game TV nha. Mình là bình luận viên Hải Mazio đây. Và các bạn đang đến với giải đấu Andy Tỉnh 2018 mùa thứ 3 do Game TV tổ chức thường niên. Và chúng ta đang đến với khu vực Bắc Bộ 2. Và giải đấu chúng ta đã đi qua khu vực Bắc Bộ 1 gồm các tỉnh đó chính là Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái và Sơn La. Và đây là khu vực 2 của các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn và Tuyên Quang. Giải đấu chúng ta được tài trợ bởi hai nhà tài trợ đó là Twin188 và Pou. Và website của Twin188 là twin188.live và Pou là playline.win. Cảm ơn các nhà tài trợ đồng hành cùng GTV để tổ chức giải đấu lần này. Và các bạn có thể truy cập website aditinh.com để có thể theo dõi thông tin về giải đấu. Hoặc các bạn có thể truy cập vào mạng xã hội Facebook với fanpage GTV giải đấu nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và các bạn nếu như bạn nào rảnh tay thì cảm thấy hâm mộ bình luận viên Hải Mazio thì các bạn có thể like fanpage Hải Mazio trên mạng xã hội Facebook để ủng hộ mình. facebook.com/fanpage Hải Mazio. Anh ơi bãi quả anh không ăn anh kéo dân đi đâu này. Đấy quả đây. Mới dò tầm 30% bản đồ thôi. Và 31 rồi. Bên kia dò 23. Thôi chết. Bãi quả đây không ăn anh chạy đâu này. Đây đây. Vẫn thấy cả nhà đối phương rồi. Rồi thì dò 31% bản đồ ạ. Hỏng rồi. Còn đi đập lô. Ơ. Anh này hay là trận đầu quên bãi quả cầm pan. Lúc solo random trận đầu tiên anh quên bãi quả khi anh cầm pan. Bây giờ cầm AC trận này anh không nhìn thấy bãi quả này. Đây này. Vâng có đôi voi đây thì anh đóng S ăn rồi. Thêm một con voi đây nữa. Dân đập lô đi đâu này. Ui giời ơi quả đây anh ơi. Đây 26 dân rồi anh vẫn tiếp tục di chuyển. Vâng bãi quả lù lù đây anh không nhìn thấy rồi. Vâng tiếp tục đập lô tơn nữa. Nghiệt. Vâng anh đã thấy bãi quả này rồi thì phải là kéo dân về. Thấy thêm bãi quả đây nữa. Đôi sư tử anh ơi. Đây đây anh ơi. Đây. Ok. Chịu đây. Vâng đi đâu này. Đây. Vâng Nguyễn Văn Sơn có một bãi quả đây mà không ăn. Trời ơi. Và tỷ số liên định là 3-0 dành cho game thủ. Vâng Hoàng Văn Thiệu để dùng solo AC và chung cuộc thì Hoàng Văn Thiệu sẽ có mặt trong vòng thi đấu bán kết giải đấu Andy Tỉnh 2018 mùa thứ 3. Xin chúc mừng game thủ Hoàng Văn Thiệu và xin chia buồn với anh Nguyễn Tất Sơn.
Vâng, chạy vòng tròn của anh quả đấy luôn à. Vâng, chịu rồi. Vâng, như vậy xin chia buồn cùng game thủ Nguyễn Tất Sơn và xin buồn game thủ Hoàng Văn Thiệu. Chúc mừng anh đã có mặt trong vòng điệu bán kết và chung cuộc thì Nguyễn Tất Sơn thắng 2-0, 3-0 nội dung solo random và 3-0 nội dung solo AC. Như vậy là buổi tuần trực tiếp của Hải Madrid đến đây kết thúc. Xin cảm ơn quan tâm theo dõi của tất cả quý khán giả của bạn. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Chào anh em vào ngày mai. Hẹn gặp lại anh em vào ngày mai với vòng điệu bán kết. Xin chào anh em.